nay lễ Vu Lan, lòng em thấy ngập tràn niềm vui mùa bao hiếu, bao tình cảm chứa chan. Cánh chùa thật đông vui, gương mặt ai cũng tươi. Em dâng hương lễ Phật, nhìn ngài đang mỉm cười. Trong chánh điện nghiêm trang, em tụng kinh Vu Lan. Qua lời Đức Phật dạy, công ơn mẹ ngút ngàn. Nói gương mục kiên liên, hiếu thảo với mẹ hiền. Cầu xin Đức Phật độ, cha mẹ sống bình yên. Lòng em thật hân hoan, trên ngực áo màu lam. Một bông hồng đỏ thắm, vui hạnh phúc vô vàn. Nhìn những bạn xung quanh, đôi mắt lệ long lanh. Trên đời vui thay con hiếu thảo, hiếu thảo đáng khen thay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 31 tháng 8 năm 2010, nhằm ngày 22 tháng 7 Canh Dần, tại giảng đường chùa Hoằng Pháp, nhân khóa tu Phật Thất lần thứ 62, ban tổ chức chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu. Đến chứng minh và tham dự chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 25 hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất, đồng thời cũng là người sáng lập chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu này. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Thượng tọa Ngộ Chân Thành, trụ trì chùa Giác Hạnh, tỉnh Tiền Giang, phó ban tổ chức khóa tu Phật Thất. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phật tử Trần Việt Hà, pháp danh Tịnh Hà, nhân vật chính trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu hôm nay. Và chúng tôi cũng xin trân trọng chào mừng và giới thiệu sự hiện diện của đông đảo quý Phật tử cùng tham dự trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu này. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, nhân vật chính trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu, thường thì mỗi người mỗi cảnh, mỗi nhân vật mỗi nỗi niềm, nhưng ở họ đều có một điểm chung là đã trải qua những tháng năm sống trong đau khổ. Trong chương trình kỳ 25 này, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp xúc và tìm hiểu vài điều về cuộc đời cũng như những chuyển biến bất ngờ xảy đến với chú Trần Việt Hà, nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay. Những năm tháng trước kia, được biết chú Việt Hà sống mãi trong cảnh lỗi lầm với những thói quen sai phạm. Nhưng một khi hội đủ duyên lành, quay về nương tựa Tam Bảo, thông qua việc tu tập theo chánh pháp của Phật, chú biết tìm ra hướng đi đúng đắn, quyết định làm lại cuộc đời, thay đổi quan điểm sống, nhận thức tư duy và phương cách hành xử của mình. Và bây giờ, để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề, mời chú Việt Hà có vài lời chia sẻ về cuộc đời của mình trong những ngày còn chung sống trong gia đình, trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Xin mời chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy chủ trì chùa Hoằng Pháp. Kính bạch trên chư tôn đức. Kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay con được hội tụ đầy đủ duyên lành để có mặt tại nơi giảng đường của chùa Hoằng Pháp để chia sẻ cùng đại chúng về cuộc đời của con, về những tháng năm con sống trong tội lỗi. Và nếu như cuộc đời con không may mắn,
tìm thấy được ánh sáng của Phật Pháp thì có lẽ suốt cuộc đời con vẫn ngụp lặn trong đầm lầy của mê mờ, của sự vô minh. Con là Trần Việt Hà, Pháp danh Tịnh Hà. Con được sinh ra và lớn lên tại quê hương Thái Nguyên. Con là con trai út của một gia đình ba chị em. Cha mẹ con đều là cán bộ nhà nước. Tuổi thơ của con cũng biết đá banh, thả diều, chơi bi, đánh đáo như bao bạn khác. Một tuổi thơ rất là hạnh phúc. Con được lớn lên dưới sự chăm sóc yêu thương của cha mẹ và tất cả mọi người trong gia đình. Thì con được học tốt nghiệp trung học phổ thông. Và trong mắt bạn bè con thì con luôn là một thằng bạn thông minh lém lỉnh. Đáp lại tình thương yêu của cha mẹ thì con luôn là một người con ngoan, trò giỏi và rất ham tìm hiểu, những học hỏi những điều mình chưa biết. Sau khi tốt nghiệp phổ thông thì cha mẹ cũng lo tạo dựng nghề nghiệp cho con, và con trở thành một người thợ sửa chữa xe máy có tay nghề rất khá và làm cho một cửa tiệm nổi tiếng ở đó. Khi đã ổn định công ăn việc làm và đã đến tuổi trưởng thành thì cha mẹ cũng xây dựng gia đình riêng cho con. Vợ con khi đó là giáo viên dạy môn văn, và con cũng mở riêng một tiệm buôn bán phụ tùng và sửa chữa xe máy. Cuộc sống của hai vợ chồng con lúc đó rất hạnh phúc, và lại càng hạnh phúc hơn khi hai vợ chồng con có một bé gái hết sức dễ thương. Cuộc sống của đại gia đình con lúc đó luôn đầy ắp tiếng cười. Công cha nghĩa mẹ nuôi nấng và gây dựng cho con hai mươi mấy năm trời là thế. Cuộc sống của con đang hạnh phúc là thế. Vậy mà chỉ vì một phút giây mê lầm, con đã sa chân vào ma túy, để rồi con đánh mất đi tất cả, trở thành một con người tội lỗi. Con gieo rắc đau khổ không biết bao nhiêu người, thậm chí còn gieo rắc cả cái chết trắng. Con gieo rắc cả đau khổ cho những người thân yêu nhất của cuộc đời mình, là cha mẹ mình. Đó là vài nét về tuổi thơ của con và những ngày tháng vẫn còn hạnh phúc. Chú Việt Hà thân mến, qua lời chia sẻ vừa rồi của chú được biết, tuy sống trong vòng tay ấm êm của cha mẹ cũng như của những người thân, nhưng mà vì ma túy mà chú đã đánh mất đi tất cả. Vậy chú có thể cho đại chúng biết vì sao chú lại rơi vào con đường nghiện ngập này, cũng như chú đã buôn bán chất gây nghiện chết người này? Xin mời chú. Con xin kể tiếp câu chuyện của con. Thì vào năm 2000, khi đó có một người thân của con nhờ con đi lấy hộ ma túy. Lúc đó là người thân lắm, mà con thì chưa biết được cái mức độ nguy hại ma túy là gì, mà con chưa tiếp xúc với nó mà. Đầu tiên thì con cũng rất là sợ, con chưa biết là gì, con không đồng ý. Nhưng mà vì là người thân, anh ta cứ nằn nỉ mãi, và con nể quá, con đồng ý. Thì anh ấy đã bảo là anh đã gọi điện rồi, chỉ việc cầm tiền và đi xe ra điểm hẹn là lấy thôi. Thế là con cũng nghe theo và đi ra điểm hẹn, thì tay cầm tờ 50.000 gấp làm tư và nắm trong lòng bàn tay để thò ra một tí. Đó là ám hiệu anh ta dặn. Và đi đến điểm hẹn thì con đỗ xe, ngồi trên xe chờ. Thì được một lát, có một chiếc xe đến bên cạnh và đỗ lại. Thì trên tay anh kia thì cũng nắm tay và vẫy vẫy ngón tay cái ra hiệu là con xòe tay ra. Con làm theo như cái máy.
Thế là anh ta thả vào lòng bàn tay con một gói nhỏ bằng giấy bạc và cầm tờ 50 ngàn và phóng đi luôn. Thật hú vía. Giá như mà khi đó anh ta bị công an đang theo dõi mà trong tay con lại đầy đủ bằng chứng, vật chứng như thế thì không biết là việc gì đã xảy đến với con. Nhưng mà thật là may mắn, không có việc gì xảy đến cả. Thế là con cầm cái gói ma túy đó mang về và đưa cho anh ta. Thế anh ấy kéo con vào trong phòng riêng và đóng cửa lại. Anh ấy rủ con hít cùng. Thì lúc đó thì anh ấy bảo là không, hít vào thử cảm giác thôi, không có hại gì đâu, nó cũng như thuốc lá mà. Hít vào thấy nó lên tiên bay bổng, rồi là sướng lắm. Để tức là anh ấy dụ dỗ con là bằng mọi cái từ cám dỗ nhất. Thì con nghe thì cũng không biết nó mức độ nó nguy hiểm, thì con cũng nghĩ là chỉ như điếu thuốc lá thì chắc là hít ít thì hại ít, hút một điếu thì chỉ hại ngần đấy thôi. Nghe theo anh ta, con hít thử một khói thì cũng thấy người nó rất là lâng lâng. Con mới tiếp tục con hít hai khói nữa. Những lúc đó thì con người nó cảm tưởng là nó chao đảo, nó quay cuồng như đi trên mây vậy thật. Thế nhưng mà chỉ được một lát thôi thì là thay vào cái cảm giác đê mê dễ chịu ấy, là một cái cảm giác mà nó nôn nao khó chịu, cảm tưởng như là tim đập rất là vội vã, rất nhanh, khó thở. Và sau đó thì con ói ra hết cả mật xanh mật vàng. Và lúc đó thì không đi được nữa, phải vịn vào tường. Thế là con nằm suốt cả một ngày, hôm sau không dậy được. Ở nhà mọi người nghĩ con bị cảm thôi, cũng không nghi ngờ gì. Sang ngày tiếp theo thì con dậy được, nhưng mà người mệt mỏi rã rời. Từ hôm đó là con bị nhiễm cúm, đau đầu và hắt hơi sổ mũi suốt cả một tuần sau đó. Thì khi đó thì nó khai mạc giải bóng đá Euro năm 2000. Mặc dù con rất là ham xem đá banh mà mệt quá không thể xem được. Đúng cái lúc mà đang chán nản, đang nằm như thế thì anh người thân kia lại tới. Anh ấy lại tới và anh động viên: khỏe chưa chú? Thế con bảo ốm lắm, không dậy được. Anh cứ ngồi chơi đi. Thế anh bảo dậy xem đá bóng ấy. Bảo em không dậy được. Thế là anh ấy mới cười, anh ấy ghé tai con bảo: hôm đó mày tham quá, giá như ít lại một tí thì không có sao, nhưng bây giờ thì có chơi gấp đôi cũng không làm sao nữa. Mà cái loại này là thuốc tiên, bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu tan. Thế là con mới nghe mà sao lại kỳ diệu vậy. Con nghĩ trong đầu thôi, sao lại kỳ diệu, có cái thứ thuốc kỳ diệu thế. Xong anh lại dụ tiếp là lần thứ hai này mới tận hưởng hết cảm giác đê mê sung sướng của nó. Mà chỉ có cái loại này là chơi vào một cái là khỏi ngay lập tức. Người con rất là khó chịu, mà nghe thuốc tiên quá lại đồng ý ngay. Thế là anh ấy lại dở trong ví ra một gói vào phòng riêng của con. Thế con mới hít một khói vào thì cũng không thấy gì. Con tiếp tục một khói nữa và anh ấy bảo là giữ chặt ở trong, đừng thở ra. Con nghe theo một lát thì cảm thấy là đầu rất là nhẹ, dễ chịu lắm. Xong là đến cảm giác mà sảng khoái, không thấy bị sổ mũi, hắt hơi nữa. Không, một lát thì không cảm thấy là mình vừa bệnh xong nữa. Con mới hít tiếp một lần nữa thì bắt đầu say, quay cuồng, thế là nằm ra để thưởng thức cái cảm giác nó đê mê. Nó đê mê mà nó như là đi trên không vậy. Thế bắt đầu rất là dễ chịu,
Hôm đó này con xem đá banh hết cả đêm luôn. Ngày hôm sau vẫn thấy dễ chịu lắm. Đi chơi cả ngày, không có ngủ. Đến buổi tối hôm đó thì trong người con thấy mỏi lắm, mà lại ngáp nữa. Nhưng con nghĩ là chắc là cả đêm hôm qua mình xem đá banh không ngủ, mà cả ngày này đi chơi mệt thì chắc là buồn ngủ quá thôi. Thế là con đi ngủ. Ngủ nhưng mà nằm nó chằn chọc có ngủ được đâu, khó chịu lắm. Thế con cố nằm hết cái đêm đấy thì đến sáng hôm sau cũng nó cũng chằn chọc, mà nó người nó cứ gai gai, nổi cả da gà lên, khó chịu quá. Thì lần này thì con đi tìm anh người thân. Thế là con mới rủ anh ấy là đi ăn sáng với em. Hôm đó là còn sớm lắm, nhưng anh ta cười, nụ cười mà bí hiểm lắm. Anh ấy cầm lái, con ngồi đằng sau, con mệt, con ngồi đằng sau thì anh ấy rẽ luôn vào cái nhà mua kia, không có đi ăn sáng. Chắc là anh ấy biết ý định của con rồi, nên là thấy con một cái là nở nụ cười ngay. Thế là hai anh em lại đi chơi tiếp. Và từ đấy thì con nghiện và con lún sâu vào con đường ma túy, lúc nào con cũng không rõ được nữa. Cứ thế ngày càng chơi nhiều lên và nhiều tiền hơn và nhiều bữa hơn. Đầu tiên thì một ngày một lần thôi, sau thì cơn nghiện nó đến cả buổi sáng rồi buổi trưa. Bất cứ cái lúc nào mình mà dùng không đáp ứng được là cơn nghiện nó lại lên. Và thế là con đi làm bao tiền cũng hết, con lại phải về con xin thêm gia đình. Ba mẹ mới bắt đầu nghi là con đi làm vậy mà không có tiền mà bây giờ lại về xin. Thế là nghi ngờ và theo dõi và biết là con nghiện ma túy. Thì cái lúc mà cả gia đình phát hiện ra đó thì lo lắng sửng sốt đến với ba mẹ, nhưng ba mẹ không hề mắng hay là la con một câu nào, mà chỉ động viên con ơi đã lỡ rồi thì cai đi, khổ lắm. Con đồng ý là nghe ba mẹ là cai thôi. Thế nhưng mà cái lúc đó thì chưa có kinh nghiệm. Ba con đi mua thuốc của bác sĩ về cho con uống, thì con uống vào thì được 6 tiếng thì con đã tỉnh rồi. Thì tỉnh dậy thì con thấy người nó cuồng, khó chịu lắm. Xong là cơn nghiện nó lại lên. Thế lúc đấy thì nó lên dữ lắm, không có kìm được. Thế là con lao ra và con bắt ba mẹ là đưa cho con tiền. Thế nhưng lần đầu thì ba mẹ có kinh nghiệm hơn một chút, thì lần sau mua cái thuốc mà cho con ngủ gấp đôi lên 12 tiếng sau. Xong mà đến lúc con chưa tỉnh thì lại cho uống tiếp. Thế còn lúc mà con chưa tỉnh thì bác sĩ dặn là vẫn cứ đút sữa vào miệng thì con vẫn cứ mút được. Tại vì lúc đó không tỉnh được nhưng mà vẫn biết, vẫn mơ màng lắm. Nên lần đó thì con ngủ 3 ngày 3 đêm liền. Lúc dậy thì không có cảm giác nghiền đâu, nhưng mà nó con người của con nó mỏi và nó cứ như là không phải mình ấy, nó là người giả, không vật vã, không đau đớn gì cả. Suốt cái ngày hôm đấy thì con chỉ ngồi thôi, ngồi xem tivi và uống sữa, ăn cháo. Thế nhưng mà đến cái lúc mà ăn được một bữa hai bữa thôi, người nó hồi lại thì bắt đầu cái cảm giác giác thèm nó bắt đầu nó trỗi dậy. Xong mà nó lại cuồng. Cái lúc đó nó không nghiền, nhưng mà tay chân của con, những cái đốt xương nó như có kiến bò, khó chịu lắm, không thể chịu được. Mà lại cái cơn thèm nó lúc nào con cũng nghĩ đến cái cảm giác là mình đang lâng lâng bay bổng đê mê, chứ không phải là hiện tại. Như lúc đó con trốn đi ngay. Cái lúc đó thì phải trốn trốn ba mẹ, đi ra ngoài thì ở ngay
gần gần nhà nó có chỗ bán, con mua chịu cũng được, mua trả tiền sau. Thế là con mới mua và con chơi ngay ở bên ngoài, xong con mới về về nhà. Về nhà thì mới bảo thú tội ba mẹ là con trốn ra ngoài con chơi rồi, không không thể chịu được. Và cứ thế thôi, bao nhiêu lần ba mẹ con tìm đủ các cách, nghe đâu có thuốc gì hay, đều tìm cho con. Và mãi sau thì không ở nhà không được thì bắt đầu cho đi viện, rồi là nhờ công an ra ủy ban nhân dân phường cai tập trung ngoài đó, công an nó nhốt nó giữ. Nhưng mà dù bằng cách gì, một tháng hai tháng thả con ra là con lại đi. Tại vì trong cái đầu không bao giờ loại bỏ được cái ý nghĩ là cái ý nghĩ ma túy ở trong đầu con ra. Thì con mới tâm sự với ba con như vậy, thì ba con tìm hiểu và biết là giáo sư Nguyễn Tài Thu ở Viện Châm Cứu Việt Nam có cái phương pháp cai nghiện và tẩy não. Ba con cũng đưa con đến, nhưng mọi phương pháp mình vô hiệu hết. Thế là để cho không bị gò bó ở nhà bố mẹ này, con bỏ nhà ra đi lang thang ra ngoài và tìm nhà thuê. Trước khi ra ngoài con cũng ăn trộm của mẹ con số tiền cũng đủ để thuê nhà và ăn tiêu một thời gian. Thế là nhưng mà con nghĩ là ra ngoài mà không làm thì ăn tiêu thì cũng hết, bán cả xe thì cũng chẳng được đến một tháng. Là con bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền, nghĩ ra ngay là cái nghề của mình đang làm là cái nghề sửa xe máy. Và thế là con đi khắp các cái tiệm bán xe cũ mới, và con dặn là con đưa khách đến thì cắt lại cho con 200-300 một xe. Thế là rất là nhiều khách mua xe và mua được xe rồi thì lại cho con thêm tiền nữa. Thế là có tiền thì con chơi bời hút chích nhiều hơn và hay lê la ở các quán xá. Con lại biết thêm cả nghề đánh đề cờ bạc nữa. Nhưng cái thời gian đầu thì nó đỏ lắm, đánh 3 ngày thì được 2, nên lại thêm nhiều tiền, lại thêm đi chơi đêm hôm. Con lại biết thêm cả cái nghề mà cặp bồ nữa, là con mới dắt cả gái về phòng trọ để sống với nhau, là chơi bời thì tiền có kiếm như nước thì cũng con tiêu cũng không đủ. Là sau thì cái tiếng tăm của con nó cờ bạc nên xì ke ma túy nó cũng lan ra ngoài, giấu mãi làm sao được. Thế là con mới bị mất uy tín dần, khách nó không còn tín nhiệm nữa, dần dần con cũng mất khách, nên là chả còn khách nữa. Bắt đầu cờ bạc lại thua tha, và con nghĩ cách là bây giờ không kiếm được tiền nữa thì mình đi vay vậy, vay xong sau làm trả sau, nhưng mà tiêu còn không đủ làm sao mà trả được. Thế là con đi vay tất cả mọi người quen thân, tất cả những ai vay được là con đều vay hết, vay về để mà tiêu, vay về để làm đâu, nên là chỉ được một thời gian ngắn là hết rồi. Thì lúc đó bắt đầu đến bán hết đồ của mình, những cái đồ con sắm được con bán hết, xe con bán hết. Và nhớ ra là còn mua miếng đất mua giấu vợ còn cũng bán nốt, nhưng bán thì cũng chỉ tiêu được một tháng, nên là trắng tay, hết tiền hết cả xe, bồ cũng bỏ đi nốt. Nhưng con không có nơi nào bấu víu cả thì đành lại phải quay về cha mẹ cầu cứu. Con lỡ hết tiền rồi, giờ ba mẹ kêu mang con với, ba mẹ con lại dang rộng vòng tay lại cai cho con. Cai làm sao được, ở nhà được thì bắt đầu con mới xin tiền.
xin tiền thì ba mẹ không cai được thì cũng chán, thì cũng phải cho ít thì lại con lại chôm đồ để cho thành nhiều. Mãi thì cũng hết, hết thì bê đồ to thì ba mẹ con ngăn cản, thì ba cũng đe dọa ba mẹ nó không cho tiền là con bê hết, bán hết luôn, không chừa một cái gì hết, đập phá hết tủ ra xem số nào có tiền là con lấy hết. Đến những lúc mà lấy những cái đồ lớn quá thì ba mẹ con sợ, mình đi báo hết cả chính quyền địa phương, công an. Thì con thì một tay bê đồ, một tay cầm dao, bảo của nhà tôi lấy, anh nào vào thì cứ nằm xuống luôn cùng với tôi. Thế là công an, chính quyền nó cũng chán thôi, là thôi thì ghi vào sổ đen thì ghi thôi, con bảo thế. Đến cuối cùng thì đến cả cái nồi cơm điện để ba mẹ nấu cơm thì con cũng xin lỗi. Đến cái lúc mà hết rồi, con điên cuồng, nó nghiền quá, điên cuồng, con xin không được thì bắt đầu con bảo là đe dọa giết. Thì trước sự điên cuồng mà mất hết nhân tính của con thì ba mẹ con sợ hãi quá mà đau khổ, phải bỏ nhà đi lánh nạn, để một mình con ở sát nhà không đó. Thì mãi về sau này con mới biết là ba con thì đi về quê, mẹ con thì vô chùa ở, mỗi người một nơi. Thật là quá đau lòng. Sau này khi đến với Phật Pháp rồi, con mới trực nhận được sâu sắc rằng những tội lỗi mà con đã gây ra cho ba mẹ con thật là đại bất hiếu, nó phạm vào cái tội ngũ nghịch ở trong kinh Phật, mà có đầy 9 tầng địa ngục A Tỳ con cũng không trả được hết. Con thật là một con người mà từ xưa đến nay không bao giờ biết ân đức sâu dày, ân đức vĩ đại của cha mẹ. May mắn cho con, cuộc đời con đến được với Phật Pháp thì con mới nhận ra được cái điều đó, không chắc là vẫn mãi mê mờ như vậy. Lúc ba mẹ con đã bỏ nhà đi rồi, một mình con ở nhà thì kể cả là cơm không có ăn, có cái nhà đấy nhưng mà cũng làm gì được đâu, thế là con lại phải bỏ đi lang thang. Thì bây giờ thì bên ngoài tiền vay không được rồi, chẳng làm thế nào thì đành đi đạo trích vậy. Nhưng đạo trích thì con đi bộ, thì ban ngày thì nó đuổi nó đánh chết, thế là con phải đi ban đêm. Ban đêm thì vô nhà người ta thấy cái gì là lấy thôi. Các cụ bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma. Có lần con leo tường vào nhà người ta thì bị chủ nhà biết trước, nó rình. Con mới vừa nhảy xuống một cái thì thấy chủ nhà nó cầm con dao phay dài lắm, vừa to vừa dài. Mà con thì có mỗi con dao chọc tiết heo có 1 tấc rưỡi. Thế là thôi, bảo con này mình chết chắc rồi, chẳng còn cách nào à. Con mới bảo thôi, hai ta cùng chết. Thế là lao thẳng vào thì dân mà cái thời đấy nó sợ dân miền xì ke lắm, tại vì là sợ bệnh HIV. Vào chưa chắc dao đâm đã chết đâu, nhưng mà bệnh là chết, thế là cũng sợ lắm. Mà cố tình chém con thì cũng bị đâm, thế là anh ấy mà né tránh và ngã ra. Thế là lợi dụng lúc anh ta chưa hoàn hồn là con bật được tường, con chạy được mất. Nhưng mà cũng rất là nhiều lần con lê được vào nhà thì tấm thân cũng đầy máu. Đến cái lúc đạo trích bên ngoài cũng không được, chán, bị đánh nhiều quá. Mà may chưa bị công an bắt, nó đánh nó thả ra. Thế là con lại quay đầu về xem là ba mẹ đã trở về chưa. Con nghĩ là chắc là cũng trở về rồi, cũng nửa tháng rồi mà. Nhưng con về thì ba mẹ con cũng về thật. Mà thấy con về bây giờ cảnh giác lắm, không nói gì. Con không thấy đồ gì cả, cũng thấy mua sắm đồ để nấu cơm ăn thôi.
Con mở tủ, con có chìa khóa vạn năng mà chẳng thấy tiền nong gì cả. Không biết đâu mà, không biết là bố mẹ tiêu bằng cái gì bây giờ. Nhưng sau này con biết là đi gửi hàng xóm hết. Đến cái lúc đó thì con nghĩ là thôi có khi mình phải cai thuốc. Bây giờ mà hết rồi, ba mẹ trả cho nó mà ra ngoài thì cũng không không lấy được nữa. Thế là con lại nằn nỉ là thôi giờ con biết lỗi rồi, cho con cai thuốc. Thế là ba mẹ con lại cai cho con. Cái đợt này thì cũng giữ được. Cái lúc cai thì người con còn có 42 kg thôi. Đến một tháng sau thì nó lên 50 kg. Béo khỏe, đẹp lắm. Ngày nào tập thể dục, ba mẹ con thì nghĩ là ngon rồi. Thế nhưng lúc ấy con vẫn thèm lắm, lúc nào cũng thèm ma túy. Thế con mới nghĩ cách là bây giờ làm thế nào mà lấy được tiền bây giờ. Con mới nghĩ là ra một cách là ở trên Hà Giang là con có một chị con bác và đường mẹ con. Thế là con mới xin ba mẹ con là ba mẹ bây giờ con ở nhà mãi cũng chán, cho con đi làm ăn. Mà bây giờ làm ăn ở đây là con lại nghiện lại. Bây giờ mẹ cho con, ba mẹ cho con lên chỗ miền núi cao để xa hẳn cái môi trường này ra. Nhưng ba mẹ con nghe thì cũng có lý. Thế nhưng mà không biết là ở trên đó thế nào, nên gọi điện lên. Gọi điện lên thì bà chị của con ở trên đó bảo là ở trên này trong sạch lắm, thím ạ. Không có đâu. Mà kỳ thực là thằng cháu con nó gọi điện xuống, nó bảo con trước mà trên này hiếm lắm, cậu ạ, mua khó lắm, cậu lên đây là phải mang lên đấy. Thế là ba mẹ đồng ý cho con, thế là lại đầu tư cho con lên trên đó, mua xe, đầu tư tiền hàng, xong rồi lại cho 5 triệu để đi lên tiêu thuê nhà. Con cũng biết trước rồi là con ông mua lên trên đó để dự trữ để mình dùng. Nên lên trên đó thì vẫn cứ phải tìm cái chỗ để mua, chứ nó xa xôi như thế thì mới hết rồi thì mình phải có chỗ mình mua để mình chơi. Thì con nhờ người đi tìm chỗ thì nó xa quá, hàng chục cây cây số. Mà sao nó đắt thế chứ? Ở chỗ con mua thì 50.000 thì ở trên đó 300.000 mới bằng như thế. Con mới nghĩ là đắt như này có khi mình bán hay, không cần đi buôn đồ xe máy nữa, bán cái này nó nhanh hơn gấp 6 lần. Là con khi chơi hết rồi là con về con mua. Và mua cái ngày đó con mua một phân hàng thì nó chỉ to bằng đầu ngón tay út này thôi. Nên là con mới chia ra làm 25 gói, mỗi gói con bán 100.000 ở trên đó. Nên là 140.000 mà bán được 2,4 triệu, 2,5 triệu. Lãi như thế con ham lắm. Nhưng mà sau thấy khách nó đến nó mua ùn ùn ấy, sợ. Đang sợ và như này thì chắc công an nó bắt mình mất thôi. Thế là con lại thuê một người người thân của con, cũng là người thân ở trên đó, là bây giờ phải đứng ở đằng trước cửa nhà ấy, cách một cây cột đèn thôi, và xem ai biết thì mới cho vào, mà không biết ấy, thì giơ tay lên ở trong là em biết là em đuổi nó đi. Thế là cứ có người vào là con lại nhìn ra cái cây cột đèn ấy, xem anh nào có giơ tay lên không. Giơ tay là con đuổi ngay. Đây chỉ có xe máy thôi, đồ xe máy thôi. Thế là sau cũng được một thời gian thì là anh ấy gọi con ra quán nước, mà anh ấy thì thầm nói chuyện là có mấy mấy thằng lạ lắm, nó cứ lượn qua lượn lại đây, trông như số ấy. Số nghĩa là công an, trông như số. Thế là con cảnh giác lắm, bắt thì chết, đã đi tù bao giờ đâu, sợ lắm. Thế là không dám bán nữa.
con mới nghĩ cách bảo thôi bây giờ mà cứ ở đây mà lại không tiếp tục bán thì hết không lấy đâu ra nữa. Thế là con mới nghĩ là thôi bán hết sạch đồ đạc và con lại chuyển về dưới Thái Nguyên. Thì xuống về đấy thì bán được thời gian có nhiều tiền lắm, lại ăn chơi sa đọa còn hơn trước nữa. Ba mẹ con nhìn chán quá rồi, nhưng biết là thành phần không cảm hóa được, bắt đầu mới cảnh giác con. Lúc đó thì cảnh giác cũng không chửi bới gì con cả, nhưng mà rất thận trọng. Con đi một bước là ánh mắt của ba mẹ con cũng dõi theo xem con có làm gì không. Thế nhưng mà ba mẹ vẫn sợ con ra ngoài lại gây án, lại bị đánh đập hoặc là bị bắt tù tội. Nhưng mà rồi sau thì ba mẹ khuyên là thôi chịu khó ở nhà mà giảm dần liều. Nhưng bây giờ cứ chơi bình thường chống vật 200-300 ngàn một ngày, không có tiền cứ giảm đi. Thế con chẳng muốn đâu nhưng mà cũng phải làm, không có tiền thì phải giảm liều. Đêm nó lên cơn nghiện thì lại trốn mẹ đi một tí nữa. Con đi ra ngoài thì lại leo tường đi một lát xong về, thế lại có tiền sáng hôm sau đi bán để chơi cũng chẳng đủ. Là con lại đi lang thang ra những cái điểm bán để mua hộ những ai mà lạ thì xuống nó không bán, mà con lại đi mua hộ. Thì vì có cái sổ đen bị bắt nhiều lần quá, con mua hộ cũng bị bắt nhiều lần, con đi tiêm chích xì ke cũng bị bắt nhiều lần. Thế là hôm đó thì cũng như mọi hôm buổi sáng thì con cũng đi mua, thế là công an đi theo gọn không biết, đi bộ thì không biết. Thế là lúc quay về trong túi vẫn còn một gói thì con bị bắt và con bị lệnh 20 tháng cải tạo. Con phải trả cái giá. Có những cảnh mà đến bây giờ khi nhớ lại con vẫn dựng tóc gáy kinh hoàng. Đó là những quãng đời mà con đã lầm lỗi, đã trải qua. Quý vị thân mến, vừa qua thì chúng ta nghe chú Việt Hà đã trình bày cái nguyên nhân vì sao mà chú dính vào con đường ma túy, cũng như những ngày tháng mà chú tiếp tục buôn bán cái chất gây nghiện này. Nhưng mà chúng ta thấy trước cũng như sau, mỗi lần mà chú va vấp thì không ai khác hơn, chỉ có cha mẹ của chú, tình cảm thiêng liêng cao quý nhất trong gia đình chú, lo lắng, chăm sóc, thương yêu và bảo vệ cho chú. Thưa chú Việt Hà, như lời chú nói lúc nãy, cho tới bây giờ, mỗi khi nghĩ lại cảnh sống trong tù, con vẫn thấy kinh hoàng đến dựng tóc gáy, bởi ở đấy hình phạt khủng khiếp không khác gì cảnh địa ngục trần gian. Vậy chú có thể hoan hỷ cho đại chúng biết đôi điều về vấn đề này. Xin mời chú có vài lời chia sẻ cho đại chúng. A Di Đà Phật. Con xin kể những ngày mà con trong trại. Trước khi mà bị vào trong đó thì cái cánh cửa sắt nó kẹt mở, con cũng thấy bình thường thôi, nhưng mà vừa mới đi qua cánh cửa nó đóng lại một cái, có một cái cảm giác nó lạnh dọc hết sống lưng, tim nó như rụng ra. Con nghĩ là thôi cuộc đời nó đóng sập như cái cánh cửa này. Vào đấy mà trấn tĩnh lại thì bắt đầu con nhìn trên sàn là một lũ bặm trợn, 3-4 thằng cởi trần xăm trổ và những cái ánh mắt nó lạnh như băng nhìn con như ăn tươi nuốt sống. Con đang ngác ngác thì thả cái túi quần áo xuống thì bắt đầu một thằng quát: "Ở đâu?" Con giật hết mình không, xong lại đang bắt đầu dạ thì quỳ xuống, hay là vội vàng quỳ xuống: "Mày ở đâu vào?" Bắt đầu bảo con ở thành phố bị
bắt sử dụng ma túy. Thế là làm luật mà đi tù bao giờ chưa? Em chưa bao giờ đi. Thế nó mới bảo là ngoài đời có luật ngoài đời, giang hồ có luật giang hồ, tù có luật của tù. Nằm mẹ mày xuống. Là con nằm xuống. Thì là ở trong đó thì đầu gấu đứng đầu gọi là đại bàng hay tư lệnh. Còn mấy đàn em ở đằng sau thì ở trong tù gọi là bộ đội. Còn đâu là nhân dân hết. Và thế lúc ấy là bộ đội, đại bàng gọi là đại bàng con, bộ đội đang quát con. Thì là con thấy ở trên đầu đầu sàn ấy, chắc là tư lệnh quá. Bảo thằng này cũng hiền lành. Nằm xuống làm luật. Lúc đó chưa biết là nằm xuống để làm gì đâu. Nằm xuống vừa duỗi tay ra thì vừa không thở luôn. Cả một cái gót chân rậm xuống như là một cái đầm rậm. Còn hoa hết mắt mũi không thể thở được. Và tiếp theo lại hai phát như thế nữa. Không thể nào mà thở được. Không kêu được, đau quá không thể kêu được. Thế con mới nghe thấy ở trên bảo thôi cho nó thế thôi để nó làm lái xe. Con cũng không hiểu gì đâu. Thôi thôi ba cái thì chết rồi. Nó bảo ngồi dậy. Lúc đó thì con nếu mà thực ra ở ngoài đời thì không dậy được. Nhưng mà ở trong đó cũng làm như cái máy, cũng bò lồm cồm dậy. Nhưng mà phải ngồi dựa lưng vào tường. Sau này con mới biết là hình phạt làm luật của con như thế là ưu ái nhất rồi đấy. Làm luật xong thì lại bắt con đi vào trong kia ngồi. Ngồi bó gối, cứ ngồi bó gối thôi. Không làm gì hết. Đến giờ cơm thì gọi ra ăn cơm. Và những ngày sau thì là bắt đầu con mới ở đấy, con mới thấy là họ bắt lỗi. Tất cả những cái lỗi nhỏ nhặt nhất là đều đánh hết, đều lôi ra đánh hết. Quét nhà không sạch cũng lôi ra đánh. Tức là mở mắt ra là có lỗi rồi. Ăn xong thì ngồi bó gối từ sáng đến trưa. Mà đang bó gối mà ngẩng đầu lên thì thôi lại mềm xương. Nó đánh thì cứ khoảng 3 tháng thì mới gọi là hết đau. Thế nhưng mà 3 ngày đã bị 2 trận rồi làm sao mà hết đau được. Ngày thăm gặp thì ở trong đó nó viết cho một cái tờ giấy. Ở trong đó gọi là kê đơn bốc thuốc ấy. Viết cho một tờ giấy danh sách những cái mà cần mua mang vào. Đưa cho người nhà mua mang vào để gửi vào ngay lập tức. Mang vào mà ít quá nó bảo mẹ thằng này dặn nhà mang ít thì sao, trong này đầy đủ rồi hả. Thế là nó lại đánh nhau. Hôm đó là có một đại bàng với năm bốn bộ đội, là năm người tất cả. Nó uống rượu xong là nó bắt đầu nó nôi hết cả 15 chú còn lại ra nằm xuống. Bảo đánh từng thằng một, thằng nào cũng có lỗi mà. Thế là nó đánh bằng cái chân bàn đó mà vuông nó to bằng bắp chân của mình ấy. Đánh nó gãy nát hết. Thế là trong đó là có một chú thì bị gãy 80 xương sườn. Một chú thì gãy 3 cái. Một chú thì gãy 2 tay với 2 cái xương quai xanh. Còn một chú thì không dậy được luôn. Nó cũng đắp chiếu xong nó cho vào trong góc. Để nó nghĩ kế mà. Nghĩ kế đào tường vượt ngục để tẩu thoát. Đào được bên trong ra ngoài cũng vướng sắt mấy bê tông nữa là thôi. Đến sáng hôm sau thì đành phải báo là có người chết. Thì hôm đấy thì có 5 bộ đội thì 3 bị tuyên án, một chú thì chung thân, một chú thì nối thêm 20 năm, với cả một chú 13 năm nữa và chuyển đến nơi khác. Đấy là những cái mà con được chứng kiến. Còn thì về cái ăn uống ở trong đó, mỗi bữa thì là được một chén cơm và có 2 bữa chính là bữa trưa và bữa chiều. Thì rau muống ở trong đó thì nó cho vào xong to hơn nấu rau dài 1 mét, 1,5 mét, cứ để nguyên thế thôi.
một cọng rau như thế là cho vào cái thố là đổ nước vào, 20 chú chia nhau mà ăn. Gắp lên là chỉ thấy có mỗi một cọng rau, nhưng mà nhấc mãi nó không hết, nó dài thước rưỡi. Buổi trưa thì ăn đậu hũ nấu thịt, buổi chiều thì thịt nấu đậu hũ. Là cứ 365 ngày kéo dài như thế, là bữa nào như thế. Nhưng mà 20 người thì chắc là được 4 cái miếng đậu gần này, với cả 5-6 miếng thịt mỏng mỏng cũng chia nhau. Còn cái về cái lao động ở trong đó, ở trong mỗi trại thì đều có những cái đội lao động khác nhau, đội gạch này, đội than, đội đập đá, đội làm vôi. Đại chúng có hình dung được những cái lò gạch nó 400.000 viên, nó cao lắm, nó cao phải bằng hai lầu của mình ấy. Bắc những cái miếng ván đóng đanh vào với nhau, bắc lên xong gánh gạch chạy lên trên đỉnh lò, một ngày gánh có 4.500. Nếu mà lò cao quá thì tôi cho 3.000, gánh 3.000 viên gạch vào lò, gánh từ sáng đến trưa. Đấy là cái lao động. Con chưa chia sẻ với đại chúng về những nguy cơ ở trong đó. Ở trong đó thì do toàn dân giang hồ, dân đạo trích, rồi là xì ke ma túy như chúng con, thì bệnh lây nhiễm nhiều. Thì cái bệnh như HIV hay là viêm gan nó là đến 80-90%, không phải là 50 nữa. Đồ ăn, đồ uống thì giao gạo chung hết, ăn chung, sử dụng hết tất cả các loại. Đó là những tháng ngày mà ở trong đó đối với con, sau này con mới hiểu là con vẫn còn ký phước nhiều đời, nhiều kiếp trước còn sót lại, nên là con được những đại bàng ở trong đó lương tay là mới được như thế. Còn tất cả những cái cảnh đời ở trong đó con thấy đều rất là bất hạnh, muốn chết không được. Tại vì có nhiều thằng ở trong đó con thấy là đến cái lúc mà quỳ xong là vớ được một cái lưỡi dao cạo râu, nó cho vào mồm luốt ngay, luốt để chết ấy. Thế nhưng mà đến lúc phát hiện ra đi cấp cứu thì có chú cắt 17 đoạn ruột nhưng cũng không chết được. Đó là những tháng ngày may mắn vượt qua được, và hôm nay cũng được để có duyên có phước ở đây để chia sẻ cùng các công chúng những cái ngày mà con phải chịu đựng ở trong đó. Kính thưa toàn thể đại chúng, vừa rồi chúng ta nghe chú Việt Hà trình bày. Vậy thì trải qua thời gian dài sống trong tù, chịu đựng những hình phạt khốc liệt, vậy chú có thể cho đại chúng biết nguyên nhân nào mà chú biết đến Phật Pháp, và hiện tại được biết chú đang là Phật tử tập sự xuất gia, thì chú có thể cho đại chúng biết là nguyên nhân vì sao mà chú được cái phước duyên như thế. Xin mời chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có được một cái may mắn rất là lớn là mẹ con là một Phật tử rất là trung thành của Phật giáo. Mẹ con trước cũng cái thời gian mà con rất là tội lỗi đó, mẹ con cũng đưa sách Phật cho con để con đọc, nhưng mà không bao giờ, phải đi chơi đã. Con còn lừa mẹ con là mẹ cho con tiền, tí có về con xem hết cái đĩa này cho mẹ xem nhé. Mẹ con cứ đưa đĩa Phật Pháp cho con là con lại bảo đưa tiền cho con thì con xem, không đưa tiền là không. Mà nhưng mẹ con vẫn cứ muốn cho con xem, vẫn cho tiền. Nhưng mà những ngày đó thì con không tiếp cận được. Những ngày tháng ở bên trong trại thì mẹ con lại mang xuống cho con những cái sách của kinh Phật. Nhưng mà đợt thời kỳ đầu mang vào thì con cũng may mắn là mang vào thì cán bộ nó không cho mang. Chứ nếu mà nó cho mang vào nó đánh chết con luôn. Nhưng mà đến thời kỳ sau thì con được chuyển sang một cái buồng khác.
có một cái anh ấy mới vào, gọi là đại bàng lớn rồi, thu nhận con làm đệ tử ruột. Thế là từ đó trở đi con không không bị đánh, không bị đòn nữa, con thích làm gì làm, gọi là em rồi, ở tư lệnh rồi. Cái lúc đó thì con bảo bây giờ mẹ gửi gì cho con thì mẹ gửi đi, gửi cái gì cũng được, con mang vào được hết mà. Thế là mẹ con nghĩ là mẹ con gửi đồ các thứ, nhưng mà hóa ra là toàn đĩa sách kinh Phật. Nhưng mà con cũng vui lắm, mang vào hết cho anh em bộ đội mỗi người quyển xem. Nhưng càng xem con lại càng thấy hay. Con xem về nhân quả, xong con bắt đầu ngẫm, con làm những cái việc gì bây giờ đúng con trả giá như thế. Xong là con mới tâm sự về nhân quả, là anh có tin nhân quả không? Thế anh cũng không trả lời đâu, tại vì trước là một đại bàng nó khét tiếng lắm, kinh khủng, có 6 lần bị đi tù, 6 trại khác nhau, nó là nổi tiếng ở miền Bắc. Mà ngày xưa thì anh ấy bảo anh ấy còn ác hơn loài cầm thú, tức là đánh người mà không thấy máu thì không bao giờ thôi, mà thấy máu rồi thì lại càng thích, thò tay quẹt máu xong là cho mồm liếm, không là đánh tiếp. Nó khét khét đến mức độ như thế mà. Thế nhưng mà đầu tiên thu lạp còn sợ lắm, nhưng mà sau thấy anh ấy gọi là đúng là bộ đội thật, lỗi thật, đi đánh đánh kể cả chết ngay, nhưng không có lỗi không đánh đâu. Thì may quá con làm đàn em thì con không để đánh đâu, tại vì là con bảo mấy anh em, chỉ bảo anh em nhân dân ấy, là phải làm các thứ gọn gàng. Bây giờ đại ca mình tính như nào mình phải lựa tính như thế mà sống. Thế là con chỉ bảo làm mấy năm giáp, anh thích không? Từ đấy cũng ít đánh người. Thế nhưng mà từ cái ngày mà con cứ tâm sự về nhân quả, xong anh ấy mới gật gù là bây giờ anh cũng tin. Tại vì là cái ngày anh mới vào đây một cái là anh đánh gãy tay với thằng tên là Tú, đi kỷ luật thì lại bị công an nó đánh nhau, thì bảo là chưa biết là chết địa ngục như nào nhưng mà trả giá luôn. Là sau anh cũng tin, bảo anh ngẫm lại đi, ngày xưa anh đánh người như nào, anh đánh người người ta xong anh lại đi tù tiếp mà 6 lần thôi chứ mấy, 20 mấy năm tù thôi. Thế sau anh tin mà 16 tháng liền sau con ở với anh không đánh người một người nào nữa. Bây giờ về được đến chùa đây tu tập, có lúc con vẫn nhớ, con bảo giá như mà anh ấy cũng về được đây tu tập thì chắc anh ấy hiểu sâu Phật pháp hơn nhiều, tại vì anh ấy lúc đó biết tin nhân quả rồi mà. Thì là cái đấy là cái thời gian mà con được tiếp cận, do là mẹ con đưa sách vào trong trại cho con, con đọc được và con tiếp cận được. Và cũng do một điều là trong con là quyết tâm đoạn tuyệt cái quãng đời đen tối quá, mà con gây lỗi lầm cho mọi người, con gây tội lỗi với ba mẹ con nhiều quá, con sợ sợ và tin sâu nhân quả rồi. Thế là cái ngày trong đó mẹ con mang vào thì cũng rất là nhiều sách của sư phụ đây, con cũng đọc và con cũng biết nhiều đến cái chùa Hoằng Pháp. Đợt đấy con thích lắm nhá, con viết luôn một cái đơn, đơn xin vào chùa, có biết đâu, con viết luôn một cái đơn xin vào chùa, bảo mẹ đi chứng nhận cho con, ủy ban đàng hoàng đóng dấu, khi nào con được ra là mang vào nộp thầy. Con không biết, con nghĩ là phải làm đơn xong là vào đây thầy duyệt xem mà có chấp nhận được không, một thằng tội lỗi như con có chấp nhận con được không. Con mong vào đây từ cái ngày trong đó, nhưng cái con bảo thôi để các thầy xét duyệt là vừa, đến lúc con ra còn có vài tháng thôi. Con không biết là mẹ con mang về có đi nộp không. Hôm chị con đi đón con về đó thì ba mẹ bảo là một thời gian xong xuống chỗ chùa thầy Tông Quán, thầy Tông Quán đưa vào trong Hoằng Pháp. Thì con vui quá, về nhà được 20 mấy hôm đó thì con
được vô chùa Hoằng Pháp đây. Đó thật là một cái đại duyên phước của con. Con nghĩ là chắc kiếp trước con cũng tu hành nhưng mà cũng gây nhiều tội lỗi quá, mà xót lại duyên phước là con mới được vào đây tu tập ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Quý vị thân mến, có câu nói rằng lãng tử hồi đầu kim bất hoán, lãng tử quay đầu thì vàng cũng không đổi được. Nghĩa là lãng tử quay đầu thì quý hơn vàng. Tạm biệt những ngày tháng lầm lỗi đau thương, ánh dương quang của Phật Pháp đã lan tỏa chiếu sáng trong tâm hồn của chú. Hy vọng từ đây chú nương vào ánh sáng Phật Pháp sẽ thôi không phải tác tạo những sai lầm nữa. Chú Việt Hà thân mến, trước khi khép lại chương trình, không biết chú có điều gì muốn nhắn gửi đến đại chúng. Xin mời chú có vài lời chia sẻ. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, con sau những cái chia sẻ với đại chúng thì con cũng có muốn nhắn nhủ vài lời. Đầu tiên, qua tất cả những tội lỗi mà con đã gây ra, con muốn gửi lời sám hối. Tuy rằng nó hơi muộn màng một tí, nhưng mà hôm nay nhân cái chương trình này, con xin gửi về cha mẹ con, những người thân của con và tất cả những người mà con đã gây đau khổ lời sám hối, và cha mẹ mọi người hoan hỉ bỏ qua những lỗi lầm, những tội lỗi của con. Và điều thứ hai con muốn mong muốn được chia sẻ với tất cả những người mà đang lỗi lầm, đang mắc vào con đường như con, hãy biết tỉnh ngộ để hướng thiện, và sẽ có một ngày các bạn sẽ được tiếp cận với Phật Pháp và may mắn được như tôi. Và con muốn nhắn nhủ đến những ai chưa bao giờ từng biết đến ma túy thì đừng bao giờ nghĩ thử dù chỉ một lần. Hãy nói không với ma túy, bởi chỉ một lần thôi, cả cuộc đời 10 năm của con ngụp lặn 10 năm con với bao nhiêu cố gắng, mà nếu mà con không có duyên có phước được ánh sáng của Phật Pháp chiếu rọi và cứu vớt thì không bao giờ con làm lại được cuộc đời. Điều tiếp theo con mong những người mà có lỗi lầm hay không, tất cả mọi người mình lên học và biết đến Phật Pháp, tại vì Phật Pháp sẽ mang cho mọi người an lạc, hạnh phúc. Vì có duyên phước vào được chùa đây rồi, con rất là mong muốn là sửa đổi những cái tập khí của mình, bởi vì con nhiều lúc rất là nóng giận. Con muốn ở đây để tu tập và để xả bỏ bớt ba độc của mình. Có duyên có phước thì con rất là muốn sớm được xuất ra. Còn nếu mà duyên con chưa tới thì con ra ngoài đời thì con cũng sẽ cố gắng là giúp đỡ mọi người, làm tất cả những điều thiện theo lời Phật dạy. Nếu mà chí ít ra mà không giúp được cuộc đời con sẽ cố gắng không bao giờ gây đau khổ cho ai nữa. Lời cuối cùng con lời chúc chư tôn đức, chúc quý thầy tu hành và phổ độ được thật nhiều những chúng sinh tội lỗi lỗi lầm, để cứu vớt những chúng sinh đó như cuộc đời của con này. Con xin chúc tất cả quý vị Phật tử và gia đình sự an lạc và tinh tấn tu tập Phật Pháp. Dạ con xin hết. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa rồi là những điều mà chú nhắn gửi
Chú xin sám hối những lỗi lầm của chú với cha mẹ cũng như những người thân mà trước đó chú đã làm phiền họ. Chú rất mong ánh sáng Phật Pháp sẽ soi chiếu nhân gian này để cho mọi người có một đời sống an lạc, tốt lành. Rồi chú Việt Hà cũng mong tất cả những người chưa từng biết qua ma túy thì hãy nói không với ma túy. Hoặc giả đang bị ma túy thì hãy dừng nhanh, đừng tiếp tục sa đà. Và điều cuối cùng chú mong muốn rằng chú sẽ đủ duyên lành xuất gia. Còn nếu chú không đủ duyên lành, chú sẽ trở nên một con người tốt, sống có ích cho mọi người. Chúng tôi rất mong những tâm nguyện của chú sớm sẽ được thành tựu. Và biết đâu thông qua chương trình này, một ngày nào đó ba mẹ chú ở Thái Nguyên xa xôi, hoặc là những người thân trước đó mà chú đã từng làm phiền họ, xem được cái đĩa Phật Pháp nhiều màu này và nghe được những lời thú lỗi muộn màng của chú, họ sẽ rất cảm động và họ sẽ tha thứ cho chú. Thay mặt ban tổ chức, chân thành cảm ơn chú đã nhiệt tình tham gia và hợp tác với chương trình. Để khép lại chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 25 này, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Chân Tính, chủ nhiệm chương trình, có đôi lời nhận xét. Xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Chứng Minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 25 này, chúng ta đã nghe chú Tịnh Hà tâm sự về cuộc đời của mình. Qua đó chúng ta đã thấy tuổi thơ của chú rất là hạnh phúc, được cha mẹ thương yêu cho đi học, lớn lên lập gia đình, có con. Thế nhưng do vô minh, do nghe lời những người không có chân chính nên đã rơi vào xì ke ma túy. Từ một người rất tốt, dần dần đã trở thành người xấu do nghiện xì ke, cần phải có tiền để sử dụng nên đã ăn cắp, lừa đảo, vay nợ, cờ bạc, nữ sắc, thậm chí về cả gia đình lấy đồ hăm dọa cả cha cả mẹ. Dần dần chứ cứ lún sâu vào con đường nghiện ngập và tội lỗi, thì cuối cùng quả đến cũng đã đến và chú bị bắt ở tù. Trong thời gian ở tù, chú đã trải qua những đau khổ. Cuối cùng thì ngày mãn hạn cũng đến, và nhờ cái duyên lành là người mẹ Phật tử nên đã gửi những kinh sách vào. Từ đó chú đọc và nhận ra được chân lý, nhận ra được những lỗi lầm của mình. Và chú đã mong muốn sau khi ra tù, ra trại sẽ được đến chùa tu tập, sám hối những tội lỗi của mình. Qua đó chúng ta thấy Phật Pháp là rất là nhiệm màu. Phật Pháp được ví như là thuốc quý. Người phạm lỗi hoặc là người phiền não ví như là bệnh nhân. Thuốc quý mà người bệnh không uống thì thuốc đó cũng không tác dụng. Phật Pháp dù có nhiệm màu có hai cách mấy, nhưng nếu chúng ta không có duyên, không thực hành thì cũng không thể chuyển hóa, không thể lợi ích được. Có nhiều người nói rằng thầy ở chùa Hồng Pháp rất là hay, có thể chuyển hóa được những người nghiện xì ke. Thật ra khi họ xem một số chương trình
Phật pháp nhiệm màu. Trong số đó có những chú đã nghiện xì ke và đã chuyển hóa, cai nghiện được cũng như hướng đến con đường tu tập. Họ nghĩ rằng chúng tôi có tài thuyết phục hoặc giáo hóa hoặc chuyển hóa họ. Chứ thật ra xin thưa với quý vị rằng chính họ là người nhận thức được Phật pháp và những lỗi lầm của mình. Họ tự cố gắng nỗ lực để chuyển hóa, chứ không phải là chúng tôi. Nếu Phật pháp có hay, có nhiệm màu, hoặc là như viên thuốc quý, nếu người bệnh, nếu chúng ta có lỗi mà không uống, không thực hành lời Phật dạy thì cũng không có lợi ích gì cả. Vậy họa cũng do mình, mà phước cũng do mình. Cuộc đời của chú rõ ràng lúc đầu rất là hạnh phúc, theo chúng tôi đó là phước. Thế nhưng vướng vào xì ke, mà việc vướng vào xì ke của chú không phải do mình, mà là nạn nhân của xã hội, bị dụ dỗ. Thế nhưng nếu mình đủ sáng suốt thì có lẽ cũng không vướng vào, do không sáng suốt nên vướng vào. Thì vướng vào đó từ từ đi dần đến chỗ sa đọa, gọi là họa. Và trong thời gian ở tù chịu những khổ cảnh của đại bàng, và sau đó chú may mắn được biết đến Phật pháp, bắt đầu sám hối và thực hành lời Phật dạy. Vậy trong cái họa đó lại có cái phước là nhờ mẹ gửi Phật pháp vào. Ngày hôm nay được ở chùa tu tập và có hướng, nếu đủ duyên xuất gia, còn không đủ duyên thì cũng hứa sẽ trở thành một con người tốt, thực hành lời Phật dạy và sống có ích cho xã hội. Qua cuộc đời của chú Hà, để cho các thanh niên mới lớn lấy đó làm bài học, và nhất là những bậc làm cha làm mẹ phải hết sức quan tâm đến con cái của mình. Bởi bây giờ ngoài xã hội, những thành phần xì ke ma túy hư hỏng, nó thường tìm cách dụ dỗ con em của mình. Vì dụ dỗ thì thường nó có thể lợi dụng để nó có lợi, để bán được xì ke ma túy khi con cháu chúng ta vướng vào. Do vậy cha mẹ phải nên cảnh giác, và nhất là giới trẻ cũng hết sức là sáng suốt, không nên nghe lời dụ dỗ của những bạn xấu. Bởi như chú Tịnh Hà đã nói, chỉ một lần thôi là chúng ta khổ cả đời rồi, chứ không cần gì phải là hút nhiều lần nữa. Như vậy thì nếu mỗi gia đình cha mẹ biết quan tâm đến con cái, và những bạn trẻ sau khi xem cái đĩa này thì chúng ta hết sức cảnh giác đối với những người bạn rủ rê mình ăn chơi, nhất là tránh vấn đề hút thuốc. Hút thuốc bây giờ cũng rất nguy hiểm, nhiều bạn xấu nhét vào đó những chất xì ke ma túy mời chúng ta hút. Khi hút nghiện thì chúng ta sẽ
bị lợi dụng để bán được xì ke ma túy. Thì thay mặt cho ban tổ chức xin chúc mừng chú Thịnh Hà sau một thời gian đã đi sâu vào con đường sa đọa tội lỗi, nay nhờ Phật Pháp biết hồi đầu, rồi mong rằng từ nay về sau chú sẽ cố gắng nỗ lực học Phật Pháp và đủ duyên lành để bước lên con đường xuất gia giải thoát. Chúc chú luôn đầy đủ sức khỏe và nghị lực để thành tựu được cái lý tưởng của mình. Và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử luôn được thân tâm thường lạc, đạo tâm kiên cố và kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Thanh thoát ưu phiền nhẹ vai,
Phật hóa thay ngập ngừng, huyền âm của Phật hóa.